Hello, welcome back to my channel. Start to get a go. Come on, come on, you're fighting a routine. Surrender, yeah, this is cool. Kiểu này thì các bạn sẽ phải tìm tất cả 8 món đồ. Đây không có gì. Tiếp tục đi xem này nào. Sẽ lắp 8 món đồ vào đây. Khi lắp 8 món đồ vào thì cánh cửa trên tầng 3 sẽ được kích hoạt và hoạt động. Lúc đó thì nguồn điện sẽ mở ra và các bạn sẽ mở được cánh cửa tầng 3 thôi. Thank you.
Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ hai. Bên đi. Rồi tiếp tục nào, Granibar. Đây không có gì. Tiến sâu vào đây xem có gì không.
Tiếp tục mở cánh cửa đây ra. Một đồng xu. Rồi sau đó thì mình sẽ lên trên tầng 2. Xem trên này có gì không. Stone. Có những hòn sỏi, viên sỏi. Đây còn một viên sỏi nữa. Ok.
Ok let's go. Mình sẽ bỏ cái này xuống đây luôn. Xuống đây là bỏ cái này ra sau. Mình sẽ bỏ xuống dưới tầng 1. Let's go. Tiếp tục. Tuyến sâu bên trong. Ở đây thì các bạn sẽ dùng cái này để bắn phá vỡ cửa kính. Đó treo vào. Và sẽ xem ở đây có gì không. Xếp cây. Thiếu hai món đồ nữa thôi là các bạn có thể đi được bằng chiếc tàu này. Các bạn có thể trốn thoát bằng hai loại, đó là các bạn có thể trốn thoát bằng tàu hoặc các bạn có thể trốn thoát bằng cánh cửa chính. Tiếp tục nào. Mình sẽ lấy câu 3. Tiếp đi.
Let's go. Mình sẽ bỏ đồng xu vào đây. Sau đó thì sẽ lấy tấm vé. Rồi ok. Còn một thứ nữa. Cần gặp. Phải đóng cửa vào và đi đâu. Okay. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ tư, Bendy and Angel Magic. Chapter 1. Moving Witcher. Let's go. Alright, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. This lift could use a few dry cells. Let's see what you're hiding down there, old friend. Các bạn sẽ đi tìm tất cả là 6 món đồ. Who put this here? Một bức chỉ kia. Oh my god. Joey, what were you doing? Món đồ đầu tiên. Thank you.
Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Okay, that's all of them. Chiếu nó hoạt động và bây giờ thì mình sẽ tìm chỗ máy chiếu đó. Đây rồi, nó hoạt động rồi. Đây, cần rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Scary Grande, let's go. Oh my gosh, đây như kiểu là một tựa game mai. Rồi, tiến tiếp vào đây. Món đồ gì đây? Chưa cần đi. Oh my gosh.
có chiếc chìa khóa các bạn mới mở căn phòng đó. Và bây giờ các bạn phải đi tìm một chiếc chìa khóa. Chìa khóa này có thể ở trên tầng 2 thôi. Wow, không phải. Nó ở tầng dưới. Oh my gosh. Đây rồi. Chìa khóa rồi mà sao lại không mở được cửa ra? Lý do là gì? Chắc có thể vừa rồi bị lắc. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Mr. Grandi.
OK, đã giải cứu một người thành công. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Please. Tiếp tục nào. Let's go. Level 1. Let's go. Level 2. Okay. Let's go. Level 2 này có thể các bạn sẽ phải tiêu diệt những zombie. Rồi, cánh cửa đó. Đây rồi.
sẽ tiếp xem nào. Rồi và mình xin phát dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.